ai đây? Quỳnh Anh. Quỳnh Anh nhé. Thế ai đây? Có. Thế anh nào kia? Anh Việt. Anh Việt. Quỳnh Anh mấy tuổi rồi nhỉ? 2 tuổi. Quỳnh Anh đâu rồi? Ở quê. Áo đẹp chứ. Dẫu ngày mưa hay ngày nắng chói chang, anh vẫn cứ dịu dàng, vẫn muốn bên em thật lâu. Ra đây con này, ra đây, đi ra đây, trèo ngã ấy. Ra bố phủi tay không? Lau tay quần bố này nhanh, nhanh, lau tay quần bố. Quỳnh Anh ấy. Ừ, đúng rồi. Dạ. Bà ngoại lâu về.